So sánh C và D, ta có C bằng 10 mũ 2 không 21 cộng 1 phần 10 mũ 2 không 22 cộng 1. Thì để so sánh hai cái C và D này, ta phải làm sao cho nó cùng tử và khác mẫu, được chưa? Thì ta sẽ nhân 10 mũ 1 cho C và nhân cái vế phải này cho 10 mũ 1, ra 10 mũ. Nhân thì lấy mũ cộng nha. Đó, 2021 cộng thêm 1 nữa là 2022 cộng 1 nhân 10 ra, ra 10 chia cho 10 mũ 2022 cộng 1. Sau đó ta tách thằng tử nè. Đó, cho nó giống thằng mẫu, cộng 1. Thì đây 10 mà mình mới có 1 à, mình còn thiếu chứng, cộng thêm chứng nữa. 2022 cộng 1. Mẫu số chung ta tách thành mẫu số riêng, vậy là 10 mũ 2022 cộng 1 phần 10 mũ 2022 cộng 1 cộng 9 phần 10 mũ 2022 cộng 1. Rút còn lại là số 1 cộng 9 phần 10 mũ 2022 cộng 1. Được chưa? Tương tự thằng D cũng mình cũng làm y chang như vậy. D là 10 mũ 2022 cộng 1 phần 10 mũ 2023 cộng 1. Ta cũng nhân 10 mũ 1 cho hai vế. Và các bạn rút gọn y chang như vậy, nó sẽ ra là 1 cộng 9 phần 10 mũ 2023 cộng 1. Được chưa? Rồi, tới đây thì các bạn chỉ cần so sánh hai thằng này. À, so sánh nè. Ta có gì à? 10 mũ 2022 cộng 1 với 10 mũ 2023 cộng 1. À, nào lớn à? Thì các bạn nhìn nè, 1 với 1 bằng nhau rồi. 10 mũ 2022 với 10 mũ 2023 thì chắc chắn thằng này nó phải lớn hơn. Được chưa? Lớn hơn. Và bây giờ mình nghịch đảo lại. À, nói nôm na là mình đưa nó xuống mẫu á, thì nó sẽ nhỏ hơn. À, sau đó các bạn nhìn thấy chưa mà, mình nhân tử cho chứng nè. Đó, vậy tương đương nhân tử cho chứng nè, nhân bên đây cho chứng, thì cái chiều của bất đẳng thức đó không đổi, nhân cho một số dương mà chiều không đổi, được chưa? Sau đó tiếp tục ta thấy số 1 lòi ra mà, ta cộng 1 hai vế, cộng 1 hai vế. Rồi, hôm nay có phải là 10 gì ạ? À? 10C. Ngày là 10D. Sau đó ta rút 10 hai vế. Nhớ 10 là số dương nên rút chiều không đổi.